Xin chào anh em ha, thì tiếp tục cho bữa này tới bên YouTube bên Kim Bảo Audio và em là Trần Trung thì chia sẻ về các thiết bị thân karaoke gia đình. Hôm nay thì tiếp tục về cái con Net ha, con Net FX60 thì em chia sẻ lại một lần nữa. Con này á thì nó chỉ là hàng loại một thôi nha, không có hàng chính hãng đâu. Thì anh em hiểu đó là hàng chính hãng nó sẽ khác hàng loại một và sẽ không đi chung là hàng loại một chính hãng và sẽ không đi chung là hàng chính hãng loại một. Đã là loại một rồi thì nó sẽ riêng ra chính hãng nha. Và một cái vấn đề nữa thì con này nó sẽ không có revert nha. Con này nó không có revert. Như những con như FX30, FX50, FX60 thì những con này nó sẽ không có revert đâu. Còn anh em muốn mà revert đó thì anh em tham khảo cái con Net FX70 này. Em đã từng làm giới thiệu con này ở trên kênh YouTube bên em rồi nha. Những con Net FX70 nó sẽ có revert và có tích hợp 3 chế độ. Thì không biết là mang con FX70 nữa thì em đi với con FX60 này. Thì tất nhiên cái con này giá nó tầm khoảng 1.150.000 thôi, là bao ship và kèm dây kết nối cho mọi người rồi. Mở hộp ra thì đây, nó còn phía sớm như thế này, chắc bỏ qua luôn. Thì tất nhiên trong này nó đa phần những con Net á nè nè đa phần những con Net á thì đa phần nó đều có một cái remote cho anh em nha. Tất nhiên kèm theo remote thì nó sẽ có cái pin sử dụng và một cái tua vít nhỏ xíu thế này, anh em cẩn thận nha, coi chừng bị lạc cái tua vít này. Thì tua vít này dùng để điều chỉnh cái con vang á và sợi dây nguồn. Ngoài ra khi mua hàng bên em thì sẽ có kèm một cặp dây là Canon hoặc là Canon bông sen để anh em kết nối xuống âm ly hoặc xuống cục đẩy nha. Đó. Mở hộp con này ra. Đó. Thì anh em xem nè, mặt trước của nó như này. Thì anh em xem nè, đây. Nè, anh em xem ở đây nè, ngay chỗ này. Ngay chỗ này nè, nó có nút revert đó, nó có cái nút revert nha, chứ không phải là có chức năng revert. Có nút revert thôi, anh em lưu ý. À, này em nói rồi rất là nhiều, con này nó không có revert, nó chỉ có echo thôi, nhưng mà echo nó là bay rất là sáng, rất là khỏe luôn, chụp cho âm thanh karaoke gia đình rất là chất lượng, kết hợp với âm ly thì hoàn hảo. Ba nút điều chỉnh volume này ha, mấy cái này thì phím chức năng rồi ha. Rồi mấy phím chức năng cơ bản thôi, như cái này là chống hú nè ha, cái bên chống hú nè. Còn em muốn cái IRD hiển thị nè, em nút chính phút ở đây, lúc này bằng su ha, bằng su á. Rồi qua bài, lùi bài. Đa phần mấy cái này nè, đã chỉnh 50% là ok hết rồi nha. Dù anh em muốn tiếng nhạc đi, muốn tăng tiếng chép của nhạc lên thì vặn này lên tí, muốn tăng tiếng máy của nhạc lên thì vặn này lên tí cho nó ok nha. Còn lại thì cứ để 50% là ok ha. Ngoài ra thì tinh chỉnh như bass âm lượng của cái effect nè, âm lượng của mic nè, âm lượng của nhạc nè, đó. Đó, này mặt trước các bạn lấy vậy nha. Rồi về mặt sau nè. Anh em mua về á thì anh em chỉ cần cắm hai cái cổng ngoài cùng bên trái thôi nè, ngoài cùng bên phải nha, ngoài cùng bên phải đúng với em, ngoài cùng bên phải hai cổng này xuống cái âm ly hoặc xuống cái cục đẩy là ok rồi, không cần quan tâm mấy cái còn lại đâu. Đó. Thì cắm mic anh em phải cắm cổng số ly này, cắm cổng Canon này, đó, này điều chỉnh hết gì hết 50% cho anh em nha. Còn nhạc vào thì anh em phải kết nối bluetooth, cổng que, cổng que thì cắm dây nhỏ nhỏ đây nè, anten bluetooth này hoặc là iOS 1 hoặc iOS 2, cái nào cũng được, không quan trọng nha. Giới thiệu sơ cái con này là cho anh em biết là bên em hàng vừa về thôi nha, chứ không có vấn đề gì. Thì bên em con này đã từng giới thiệu rồi, đã từng test rồi đó. Rồi ha, thì con này á bên em đã từng giới thiệu rồi, đã từng test rồi, bao mạch bên trong em cũng đã từng mở rồi, thì đây là một video giới thiệu hàng về thôi. Còn những chi tiết cụ thể hơn anh em có thể liên hệ Zalo bên em 0979778678 hoặc là tìm lại trên kênh YouTube bên em, bên em đã có từng làm đầy đủ và cụ thể cho anh em luôn nha. Thì anh em tham khảo con này thì 1.150.000 bao ship và kèm dây, anh em liên hệ bên em thì cứ alo ha. Địa chỉ mua hàng là 276 sạc 7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Thì anh em tới nơi thì tính chẵn luôn là 1.100.000, còn lại thì 1.150.000 ở tỉnh nha, bao ship và kèm dây. Anh em không lấy dây thì giảm thêm 50.000 nữa thì thoải mái cho anh em. Một lần nữa cảm ơn anh em đã theo dõi video bên em ha, thì chào và hẹn gặp lại.